Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình review sản phẩm mới cùng Cá Nam ngày hôm nay. Và sản phẩm chúng ta chọn để review chính là sản phẩm đèn LED âm trần 6W. Như quý vị thấy thì trên màn hình mình có tổng cộng là 3 mẫu sản phẩm. Với cái mẫu sản phẩm trên cùng này thì đây là một loại đèn LED không có thương hiệu mà mình mua ở trên thị trường. Sản phẩm thứ hai thì cũng tương tự như vậy nhưng mà giá cả của nó sẽ hơi cao hơn một chút. Và cuối cùng là sản phẩm đèn LED âm trần 6W MT, loại sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Và điều đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta sẽ không có đập hộp sản phẩm mà chúng ta sẽ mở bung cái sản phẩm này ra luôn và quý vị sẽ có cơ hội thấy rõ cấu tạo bên trong của một cái đèn LED âm trần nó bao gồm bao nhiêu lớp. Như quý vị cũng thấy trên màn hình thì với một cái bộ sản phẩm đèn LED á, mình sẽ có trong này là ba cái thiết bị cơ bản. Thứ nhất là cái đèn của mình dĩ nhiên rồi ha. Và tiếp theo đó là bộ nguồn và cuối cùng là một cái phụ kiện như thế này. Cái này là gọi là cái kẹp âm trần. Linh kiện đầu tiên mà mình sẽ tiến hành so sánh đó là cái kẹp trần. Thì như quý vị thấy kẹp trần này, cái cấu tạo của nó thì tương đối đơn giản thôi. Nó là bao gồm một cái lò xo thép như thế này. Điểm khác biệt thì quý vị có thể nhìn kỹ là về cái lò xo thép. Thứ nhất là về độ cứng của cái lò xo thép nó sẽ có sự khác biệt. Và cái thứ hai là ở cái độ đều. Cái độ đều của những cái nhịp lò xo, quý vị có thấy là đối với đèn LED MT á, đối với đèn LED MT thì cái lò xo nó đều hơn rất là nhiều so với hai cái sản phẩm kia ha quý vị ha. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành so sánh một chút xíu về cái bộ nguồn của ba loại đèn LED. Như quý vị thấy á, là từ trái qua phải, đây là bộ nguồn của cái loại đèn LED rẻ tiền nhất. Quý vị thấy là nó làm bằng nhựa. Và ngay cả cái hình ốc này thì thực ra là cũng không phải là cố định bằng ốc ha quý vị, mà chỉ là cái hình vậy thôi. Tiếp theo thì với cái loại thứ hai thì bộ nguồn của nó vỏ vẫn là bằng nhựa nhưng mà nó có thêm ốc cố định. Và cuối cùng là bộ nguồn của đèn LED âm trần MT thì vỏ sẽ được làm bằng nhôm. Và chúng ta hãy thử tháo cái bộ nguồn ra xem là cấu tạo bên trong của nó có gì khác nhau không ha quý vị ha. Và đây là hình ảnh của các cái bộ nguồn khi mà mình đã tháo tung ra để cho các bạn xem về cấu tạo của mấy bộ nguồn nó như thế nào. Đầu tiên là với cái loại đèn LED rẻ tiền nhất thì các bạn có thể thấy là cái bộ nguồn của nó khá là sơ sài. Vỏ bảo vệ của nó bằng nhựa và bao gồm hai mảnh như thế này ha các bạn. Các bạn gắn nó lại như thế này là xong. Và nó cũng rất là dễ tháo ra. Còn về cấu tạo của cái bộ nguồn, các bạn thấy là cấu tạo của nó rất là đơn giản. Nó chỉ bao gồm hai bộ phận này như thế này thôi và một cái bảng điện ở bên dưới. Với cái loại bộ nguồn đắt tiền hơn thì các bạn có thể thấy là vỏ bảo vệ của nó chắc hơn một chút. Tức là khi mà các bạn ráp cái lớp vỏ nhựa lại á, thì nó sẽ có bốn con ốc cố định ở đây. Và muốn gỡ ra thì nó còn bốn cái hàm ở đây nữa, cho nên là nãy mình gỡ cái bộ này ra mình cũng khá là vất vả đó các bạn. Về cấu tạo bộ nguồn, bạn thấy là nó có nhiều cái chi tiết hơn. Ví dụ như là đầu tiên là dĩ nhiên nó sẽ có một cái cuộn dây biến áp ở giữa. Đó, các bạn thấy. Và cuối cùng là bộ nguồn của MT. Khác biệt với hai bộ nguồn trước thì vỏ bảo vệ của bộ nguồn này nó là bằng nhôm các bạn. Đây là nhôm nguyên khối. Và các bạn thấy là với cái vỏ bảo vệ bằng nhôm như vậy thì nó sẽ có cái độ chống cháy tốt hơn nhiều. Có nghĩa là nếu như bộ nguồn mà nó có vấn đề gì trục trặc á, nó phát sinh cháy á, thì cái vỏ nhôm này sẽ đảm bảo là lửa nó không lan ra được tới bên ngoài ha các bạn. Và tiếp theo á, là khi mà các bạn mở cái vỏ bảo vệ ra thì đối với bộ nguồn MT họ sẽ còn một cái lớp gói như thế này nữa các bạn. Cái này là hình ảnh sau khi mình đã mở ra cho các bạn xem rồi. Đây là một cái lớp băng keo chống nhiệt và chống điện. Mục đích á, là để bảo vệ chống chập tối đa cho bộ nguồn ha các bạn. Và ngoài ra nó cũng sẽ giới hạn lại, tức là nếu như mà bộ nguồn mình nó bị chập á, thì cái vết chập nó sẽ không có lan thành lửa được. Cấu tạo bộ nguồn thì các bạn thấy là nó cũng có bao gồm một cái cuộn biến áp nhỏ. Và ở đây mình đoán chừng nó là cái CB chống chập. Thì như các bạn thấy nếu mà xét về độ an toàn thì với ba bộ nguồn như thế này thì bạn sẽ tin tưởng vào độ an toàn của cái bộ nguồn nào nhất. Bởi vì thực sự là đối với đèn LED á, cái yêu cầu về bộ nguồn nó không cao như vậy.
nhưng mà cái mức độ an toàn của nó thì nên được đặt lên hàng đầu. Như các bạn đã thấy thì hồi nãy mình đã mở ra để mình so sánh về cái cấu tạo bên trong của các cái bộ nguồn này nó như thế nào. Thì bây giờ cách dễ dàng và trực quan nhất để các bạn có thể thấy được về chất lượng của những bộ nguồn á, là bây giờ mình sẽ nối vào đèn để cho bộ nguồn nó sáng thử xem thế nào ha các bạn ha. Đầu tiên là mình sẽ nối cái bộ nguồn của MT trước. Các bạn lưu ý là ở đây mình không có gắn lại cái vỏ bảo vệ của bộ nguồn ha. Mình cho các bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, nhưng mà ở nhà làm cách này nó hơi nguy hiểm một chút xíu, không khuyến khích các bạn làm theo ha. Và đây là cái bộ nguồn màu xám. Và cuối cùng là cái bộ nguồn với vỏ bảo vệ màu xanh trên cùng ha các bạn. Thì các bạn thấy, các bạn có thể thấy là ở đây đối với cái bộ nguồn MT của mình á, cái ánh sáng nó rất là đều và nó sáng đúng không các bạn? Còn đối với cái bộ nguồn màu xám này thì sau khi gỡ ra, cho dù là không có vỏ bảo vệ thì nó vẫn tiếp tục hoạt động được, nhưng mà ánh sáng của nó bị tối đi và cái đèn nó bị nháy, các bạn có nhìn thấy rõ mà. Và cuối cùng là cái bộ nguồn màu xanh này thì khi mà mình tháo vỏ bảo vệ ra là nó hoàn toàn nó chết luôn rồi. Đó, thì các bạn có thể thấy một cách trực quan nhất về cái chất lượng chênh lệch giữa ba bộ nguồn nó như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ tới cái phần chính của tiết mục ngày hôm nay ha các bạn. Mình sẽ so sánh về cái đèn, về chính bản thân cái đèn này. Trước hết thì đây đều là ba loại đèn âm trần 6W như các bạn có thể thấy ở cái thông tin phía sau này. Nếu như mà xét về vỏ bảo vệ thì trước hết các bạn có thể thấy một cái điểm khác biệt đầu tiên á, là đối với cái thông tin sản phẩm của đèn LED MT thì sẽ được dập nổi lên trên cái phần vỏ bảo vệ đáy của mình luôn. Còn ở đây là thông tin sẽ được dán lên sau ha các bạn. Về phần sơn phủ thì các bạn có thể thấy là nếu như quan sát bằng mắt thường á, mình thấy cái màu sơn của bên LED MT nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Và về cái chất lượng sơn thì mình cảm thấy là nó cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà hình như là cái sơn bên chỗ cái đèn này nó sẽ dễ bị trầy hơn nè các bạn. Ở đây các bạn có thấy một cái vết trầy không ạ? Cái vết trầy này là do hôm bữa lúc mà mình gắn cái lò xo vào, thì lúc mà mình mở ra thì nó có bị chạm vào đây và nó tạo thành một cái vết trầy như thế này. Thì đối với đèn LED MT, nếu như các bạn muốn gắn lên tường thì muốn gắn lên trần á, thì các bạn sẽ gắn cái lò xo như thế này. Các bạn để nó vào đây, sau đó các bạn kéo cái chốt này và các bạn có thể đẩy cái lò xo vào một cách dễ dàng. Và đây là phần thiết kế sau của ba loại đèn LED âm trần. Thì các bạn có thể thấy là trước hết mình đánh giá về cái loại đèn bên tay trái này. Đây là cái loại đèn rẻ tiền nhất. Thì các bạn thấy là ở đây cái phần sơn tĩnh điện nó khá là ẩu. Cho nên các bạn có thể thấy rõ ràng nhất là ở chỗ gần cái đuôi ốc á, khi mà các bạn siết ốc chặt nó sẽ làm chảy phần sơn. Ha, cái này là do sơn tĩnh điện ẩu thôi. Và còn đối với hai loại đèn LED khác thì nó sẽ không có gặp cái tình trạng này xảy ra. Các bạn có thể quan sát kỹ ở cái chỗ mà mình siết ốc nè. Về cấu tạo bên trong của đèn LED á, thì trước hết về cấu tạo nó sẽ tương tự nhau một chút xíu. Bạn có thể thấy là sau khi mà các bạn mở cái đèn LED ra thì cấu tạo bên trong của nó sẽ như thế nào. Đầu tiên nó sẽ là một cái lớp như thế này, một cái lớp trắng để mà chắn sáng ha các bạn. Đây là một lớp giấy màu trắng thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Và cái dây đèn LED của mình sẽ được thiết kế xung quanh như thế này để có được cái ánh sáng đều hơn. Người ta sẽ không thiết kế cái đèn LED sau lưng ha các bạn. Và tiếp theo nữa là một cái lớp mình gọi là cái lớp phát tán ánh sáng. Nó là cái lớp này đây các bạn. Với cái loại đèn LED rẻ tiền nhất á, thì các bạn hãy để ý kỹ là trong cái lớp phát tán sáng của nó thì cái bề mặt này gọi là bề mặt random, tức là những cái vân của nó sẽ là vân ngẫu nhiên. Cho nên cái độ phát tán ánh sáng của nó là mình sẽ không có kiểm soát được. Còn đối với hai loại đèn LED còn lại thì các bạn có thể thấy là cái vân của nó có một cái trật tự rõ ràng. Thì ánh sáng khi mà đi vào và phát tán ra thì nó sẽ theo những cái góc lục giác. Ha, các bạn hãy nhìn kỹ về cái vân của nó. Và còn cuối cùng là cái lớp vỏ trắng sáng bên ngoài thì đối với loại đèn LED rẻ tiền nhất thì nó là một cái lớp mica như thế này đấy các bạn. Đây là cái lớp sáng bên ngoài cùng. Thì như các bạn thấy là ở mép của nó có những cái đường bút mực.
Cho nên ở đây mình dự đoán là cái miếng mica này hình như là được cắt bằng tay. Bởi vì nếu như mica cắt bằng máy thì các bạn sẽ không cần phải định vị bút mực trước như thế này. Đối với loại đèn thứ hai, tức là vẫn là cái loại đèn mình mua trên thị trường nhưng mà mắc tiền hơn một chút xíu, thì cái lớp này cũng được cắt bằng máy nhưng các bạn có thể thấy nó khá là mỏng và dẻo. Còn đối với đèn LED MT thì như thế nào, các bạn hãy thử nhìn xem ha. Cái lớp của nó là như thế này. Độ dẻo của nó không nhiều giống như là cái loại đèn kia. Thì thực ra xét về cái lớp ngoài cùng này á, cái điều mình cần quan tâm nhất chỉ là cái độ trong của nó thôi. Và ở đây để các bạn thấy một cách trực quan nhất về ba cái bề mặt chiếu sáng á, thì mình sẽ lần lượt mình đưa ba cái bề mặt chiếu sáng này qua cái đèn pin của điện thoại ha các bạn, để chúng ta xem là cái mức độ cản sáng nó như thế nào. Đối với cái loại đèn rẻ tiền nhất thì các bạn thấy là ánh sáng nó không được trong cho lắm. Còn đối với cái loại này thì như thế nào các bạn sẽ thấy. Và đèn nó có một cái độ chói nhất định ha các bạn. Các bạn nhìn lâu thì cái mắt nó sẽ hơi khó chịu một chút. Còn với cái bề mặt bắt sáng của đèn LED MT thì các bạn thấy là ánh sáng nó trong hơn và không bị chói nhiều. Đây là cái điểm khác biệt giữa ba bề mặt bắt sáng. Các bạn thấy là khi mà ánh sáng nó đi qua cái lớp kính này thì những cái hạt của nó sẽ là hạt nổi ngẫu nhiên. Còn đối với những loại kính mà có đường vân đều hơn thì nó sẽ cho cái độ ánh sáng khuếch tán ra, nó dễ nhìn thấy hơn các bạn. Và thực ra với theo ý kiến cá nhân của mình á, thì đa phần những cái đèn LED bây giờ mình sẽ có cái tuổi thọ sử dụng khoảng hơn 30.000 giờ lận. Cho nên tính ra là với cái khoảng thời gian sử dụng khoảng hơn 10 năm á, thì mình nghĩ là các bạn có thể quan tâm nhiều hơn và đầu tư một cách chất lượng hơn cho nó. Bởi vì đây là một cái sản phẩm sẽ theo gia đình mình rất là lâu dài ha các bạn. Và chất lượng ánh sáng cũng rất là quan trọng cho cuộc sống của gia đình mình. Và như vậy thì chương trình review sản phẩm hôm nay tạm dừng ở đây. Các bạn có thích xem nhiều hơn những cái clip mà mình sẽ mổ xẻ sản phẩm như thế này không ạ? Và nếu như các bạn thấy thích thì các bạn hãy gọi điện thoại cho số điện thoại ở trên clip, hoặc là các bạn có thể subscribe cho channel của tụi mình để xem nhiều hơn những cái clip như thế này. Đợt tới thì mình sẽ làm thêm cho các bạn xem về sản phẩm đèn LED 3 màu, để xem là nó khác như thế nào so với những cái loại mà đèn LED mình thường thấy trên thị trường các bạn.